của Nghĩa. Thằng xe này nãy giờ chạy lấn kìa luôn. Thiên hành đạo vậy chứ. Trung Lương là quẹo phải, còn mình vô cao tốc rồi đi thẳng luôn. Đó, đường cao tốc đó. 120 mấy giây rồi, 130 giây luôn. Đây này lâu mà, đây này tại vì quốc lộ nó đông phương tiện á. Cái đường đi tê ra lúc nào cũng phải. Ủa, nếu mình đi cầu là mình đi ngay chỗ đó mình ngửa cái hả? Đi cầu là mình tới Trung Lương rồi mình mới quẹo vô. Thì đó. Không không ngã ba, ngã ba khác mà ngã tư khác mà đâu phải ngã tư Trung Lương đâu. Ngã tư Trung Lương là bên phải nè, đó nó chỉ Trung Lương quẹo phải đó. Để video đếm đèn 7, 4, 13 71, 70. Trăm phần chín là lúc này như là 104 rồi sao. Đèn dài nhất lịch sử. Đi quốc lộ tốc độ 80, vô cao tốc Mỹ Thuận cũng 80 rồi, có 20 mấy giây. Xe này nãy quẹo không à, nhìn xem
lên cao tốc rồi luôn rồi. Mà sao nhìn lạ vậy? Thường đi bên đó qua nên nhìn lạ chứ. Đó mấy chiếc xe này nè, gà nè. Đó, vô nè. Đó, tao lập hành, tao khách xuống đây nè.